Sau đây là cập nhật mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 7 tháng 11, Việt Nam ghi nhận 11.506.214 ca mắc COVID-19. Tổng số ca được điều trị khỏi 10.604.781 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị 54 ca. Trong ngày, cả nước không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số liều vaccine đã được tiêm 262.307.909 liều. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Indovac do hãng dược nhà nước PT Biopharma sản xuất để tiêm tăng cường ngừa COVID-19. Được biết, vaccine Indovac là loại vaccine được sử dụng để tiêm tăng cường mũi thứ 3 hoặc mũi thứ 4 cho người dân Indonesia. Hãng dược Biopharma thông báo rằng công ty đã sẵn sàng sản xuất 20 triệu liều vaccine Indovac mỗi năm trong giai đoạn đầu và có thể nâng công suất lên 40 triệu liều vào năm 2023. Trước đó, kết quả các cuộc thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine Indovac an toàn về mặt tác dụng phụ sau tiêm chủng với các tác dụng phụ nhẹ như đau tại chỗ tiêm. Indovac cũng được chứng minh là có hiệu quả tốt trong việc tăng nồng độ kháng thể. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 144 gỡ khó loạt vấn đề liên quan đến đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán bảo hiểm y tế được đề cập đến trong thời gian qua. Theo đó, chính phủ cho phép quyết toán thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 bằng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở khám chữa bệnh sau khi đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định. Đối với chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc sử dụng trong các kỹ thuật chưa được ban hành giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, việc quyết toán thanh toán thực hiện theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đồng thời, chính phủ đồng ý cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của luật đấu thầu. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự xuất hiện những biến thể phụ mới của Omicron và dịch sốt xuất huyết, địa phương này tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn như nguy cơ dịch chồng dịch, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và biến động nguồn nhân lực ngành y. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vaccine sởi và bạch hầu, ho gà, uốn ván, DBT đã ngừng cấp từ tháng 5, nên hiện nay thành phố Hồ Chí Minh không còn hai loại vaccine này. Các loại vaccine sởi, rubella đã hết hạn từ ngày 6 tháng 10. Vaccine viêm não Nhật Bản và bại liệt uống hết từ cuối tháng 10. Vaccine lao và DBT, VGB, HIP dự kiến hết từ giữa tháng 12 năm 2022. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nếu tình trạng gián đoạn cung ứng vaccine vẫn tiếp diễn, có thể xảy ra một số dịch bệnh nguy hiểm trên trẻ nhỏ như sởi, bạch hầu, ho gà. Trong đó, sởi là dịch bệnh có nguy cơ xảy ra cao nhất và sớm nhất. Vì theo ghi nhận của ngành y tế, dịch sởi ở nước ta thường xảy ra 4 năm một lần. Dịch sởi gần nhất là từ tháng 10 năm 2018 và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2019. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa đề nghị tiếp tục triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp với tẩy giun đợt 2 năm 2022 tại 22 tỉnh có nguy cơ cao. Trước đó, đợt 1 đã được tổ chức triển khai vào tháng 6. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức chiến dịch bổ sung uống vitamin A cho trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi và tẩy giun cho trẻ 24 đến 60 tháng tuổi tại 22 tỉnh có nguy cơ cao. Việc bổ sung uống vitamin A cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi tại 41 tỉnh thành phố còn lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động tổ chức triển khai chiến dịch một cách phù hợp để bảo đảm tất cả trẻ trong độ tuổi được uống thuốc. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, mỗi ngày có khoảng 100 bệnh nhân nặng tới khám và điều trị sốt xuất huyết, trong đó có khoảng 10% bệnh nhân nặng nhập viện. Khoa cấp cứu hiện có 30 giường bệnh, có tới 25 giường dành cho bệnh nhân sốt xuất huyết cần theo dõi tích cực. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 2 tuần trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng nhanh với trung bình hơn 1.200 ca một tuần. Tích lũy từ đầu năm, thành phố ghi nhận gần 9.800 ca mắc, 12 ca tử vong, tăng hơn 3 lần năm 2021. Theo dự báo, đỉnh dịch có thể rơi vào trung tuần tháng 11. Tại một số quận huyện, vẫn còn ổ dịch sốt xuất huyết được phát hiện muộn. Ổ dịch kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, nên số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng lên. Hiện nay đang là thời điểm giao mùa, nên các loại dịch bệnh như tay chân miệng, thủy đậu, sởi, cúm, quai bị, tiêu chảy có nguy cơ lây lan mạnh. Các địa phương miền núi phía Bắc đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân để phòng chống các loại dịch bệnh khi thời tiết chuyển mùa, ghi nhận tại tỉnh Lai Châu. Từ cuối tháng 9 đến nay,
tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Số lượng trẻ em và người cao tuổi nhập viện tăng cao do thời tiết chuyển mùa. Tại khoa nhi, số lượng trẻ hiện nay đã tăng gấp đôi so với thời điểm tháng 8. Chủ yếu mắc các bệnh do thời tiết giao mùa như viêm đường hô hấp, tiêu chảy. Trung bình mỗi ngày tại phòng khám có hơn 50 trẻ đến khám bệnh, trong đó có gần 20 trẻ phải nhập viện mới do bệnh nặng. Thời gian qua tôi cũng không để ý đến cháu hay là trời tiết nó lại nổi mùa thì các cháu nó lại ốm thì tôi cũng lên bệnh viện bác sĩ chăm sóc cho cháu. Xác định thời điểm giao mùa, tình trạng trẻ em và người già mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy và tim mạch tăng cao. Do đó từ cuối tháng 8, trạm y tế xã Mường Cang đã đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân về các bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa. Hàng tuần trạm y tế đã cử cán bộ xuống từng bản phát tờ rơi, lồng ghép tuyên truyền các chiến dịch chăm sóc sức khỏe tới toàn thể nhân dân. Đồng thời khuyến cáo các gia đình có con nhỏ đưa trẻ tiêm chủng các loại vaccine phòng các loại bệnh đúng định kỳ, đầy đủ. Chú trọng giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, ăn uống hợp vệ sinh, mặc ấm khi thời tiết chuyển mùa nhằm giảm thiểu số lượng người bị bệnh do thời tiết gây ra. Vận động người dân là khi có các biểu hiện về cúm thì là sẽ đến cơ sở y tế khám và ở nhà là sẽ tuyên truyền cho người thân cũng như là anh em trong làng xóm là luôn giữ ấm cơ thể và không đi ra ngoài vào những cái thời điểm gió lùa mạnh hoặc là những cái thời điểm thay đổi ra mùa ấy ạ. Hiện nay, thời tiết có nhiều thay đổi rất thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát triển, lây lan trên diện rộng như bệnh cúm mùa, bệnh sởi, viêm phổi. Thực tế, số lượng bệnh nhân và người già mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch và xương khớp phải nhập viện thời gian qua trên địa bàn huyện Than Uyên tăng đột biến. Để hạn chế dịch bệnh khi thời tiết chuyển mùa, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên đã chủ động đầy đủ các loại vaccine, vật tư phục vụ công tác tiêm chủng, hướng dẫn người dân cách phòng tránh các bệnh mùa đông thường gặp phải. Tổ chức tiêm chủng thường kỳ tại tất cả các xã, thị trấn. Chúng tôi chuẩn bị về cái chuyên môn là thường xuyên hướng dẫn, tập huấn về các cái bệnh theo mùa thường gặp cho đội ngũ y bác sĩ. Và đặc biệt là có cái công tác tư vấn, tuyên truyền cho bệnh nhân, cho gia đình cũng như là tại cộng đồng để tuyên truyền các biện pháp phòng chống cũng như là phát hiện kịp thời các cái bệnh để điều trị phù hợp. Thực hiện tốt các chính sách về y tế, đảm bảo chăm sóc tốt cho người bệnh cũng như tuyên truyền về các bệnh giao mùa và mùa đông, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu mong muốn giảm tới mức thấp nhất số lượng người nhập viện trong những tháng mùa đông này. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo các phương tiện truyền thông, lực lượng y tá Anh đang chuẩn bị tiến hành một cuộc đình công lớn vào mùa đông này. Tổ chức Royal College of Nursing với hơn 435.000 thành viên đã thống nhất bỏ phiếu tổ chức một cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử, dự kiến có hơn 300.000 người tham gia. Các công đoàn đang vận động để lực lượng y tá được tăng lương cao hơn mức lạm phát 5%. Được biết, trong những tháng qua, Vương quốc Anh đã phải đối mặt với một làn sóng đình công trên nhiều lĩnh vực do các đề xuất tăng lương không phù hợp với tỷ lệ tăng lạm phát. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Osaka Metropolitan của Nhật Bản vừa tạo ra một loại vaccine giúp kích hoạt các tế bào miễn dịch chống ung thư. Các chuyên gia đã tạo ra chất mang kháng nguyên sử dụng liposam dựa trên các phân tử lipid có kích thước nano để vận chuyển các kháng nguyên ung thư đến tế bào đuôi gai. Tế bào này có chức năng như trung tâm điều khiển hệ thống miễn dịch. Nếu công nghệ này được áp dụng vào thực tế, nó có thể mở rộng các đối tượng mắc bệnh ung thư được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Sáng ngày 7 tháng 11, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và Thái Nguyên ở mức nghiêm trọng khi nhiều điểm có chỉ số AQI ở mức cực kỳ nguy hại cho sức khỏe. Riêng chỉ số bụi mịn tại thủ đô cao gấp 10 lần quy chuẩn quốc tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra 7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người. WHO nhận định ô nhiễm không khí là kẻ giết người thầm lặng. Ước tính có khoảng 30% các trường hợp tử vong do ung thư phổi có liên quan đến ô nhiễm không khí. Từ lâu, những máy tập thể dục công cộng đã trở nên vô cùng quen thuộc với người dân thủ đô, đặc biệt ở các khu vực công viên và hồ. Vào năm 2013, mô hình máy thể dục kết hợp lọc nước đã được lắp đặt tại một số khuôn viên các hồ trong nội thành. Tuy nhiên, sau gần 10 năm kể từ khi lắp đặt, dự án rất được kỳ vọng này đã rơi vào quên lãng. Đây là những chiếc máy tập thể dục kết hợp lọc nước được lắp đặt tại hồ Xã Đàn, quận Đống Đa vào năm 2014. Mô hình này bao gồm phần máy tập thể dục động tác phối hợp tay chân và phần bể lọc để tạo ra nước sạch. Ban đầu, người dân rất hào hứng sử dụng, thậm chí còn phải xếp hàng để tập. Tuy nhiên, giờ đây, chúng gần như đã bị lãng quên. Bắt buộc người phải có cái sức khỏe và cái động tác đều thì mới làm được. Nhưng hiện nay là do cái việc nó lâu ngày không có người đầu tư lại thì nó hỏng. Những chiếc máy xuống cấp,
các bộ phận bị gãy, khô dầu, rỉ sét không thể hoạt động. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Hồ Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Tôi thấy mới lắp đặt thì nhiều người hào hức lắm, nhưng mà bây giờ để lâu quá nó hỏng, nên phải tôi đề nghị thay máy mới. Nhiều người rất muốn đổi máy, nhưng mà cái máy này hỏng rồi nên không biết đề nghị ai ấy. Theo nhiều người dân, hệ thống máy tập hầu như chỉ được đơn vị lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa định kỳ vào thời gian đầu, sau đó hoàn toàn bị bỏ quên, không được duy trì bảo dưỡng. Đó cũng là lý do khiến cho họ dù có muốn cũng không thể mặn mà với những chiếc máy này. Để cho cái máy này hoạt động càng hiệu quả hơn thì cái việc mà thường xuyên được quan tâm, duy tu, duy trì, bảo dưỡng thường xuyên, cũng như là tuyên truyền cho người dân và nâng cao ý thức bảo vệ cái sức khỏe cũng như là bảo vệ các cái máy móc thì nó mới hoạt động hiệu quả. Từng là một dự án triển vọng nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân với mục đích kép, vừa cải thiện ô nhiễm tại khu vực hồ, vừa góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân. Những chiếc máy chạy giờ không khác những đống sắt vụn, thậm chí đây còn là nơi tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh khi mà bể lọc nước đã trở thành thùng đựng rác, nước tù đọng, cỏ dại um tùm. Ban cấp trên mà phá được thì tốt, bởi vì để lại nó chỉ sinh muỗi thôi và người ta đội vứt rác vào này rất là nhiều. Lý Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Indovac do hãng dược nhà nước PT Biopharma sản xuất để tiêm tăng cường ngừa COVID-19. Được biết, vaccine Indovac là loại vaccine được sử dụng để tiêm tăng cường mũi thứ 3 hoặc mũi thứ 4 cho người dân Indonesia. Hãng dược Biopharma thông báo rằng công ty đã sẵn sàng sản xuất 20 triệu liều vaccine Indovac mỗi năm trong giai đoạn đầu và có thể nâng công suất lên 40 triệu liều vào năm 2023. Trước đó, kết quả các cuộc thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine Indovac an toàn về mặt tác dụng phụ sau tiêm chủng với các tác dụng phụ nhẹ như đau tại chỗ tiêm. Indovac cũng được chứng minh là có hiệu quả tốt trong việc tăng nồng độ kháng thể. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 144 gỡ khó loạt vấn đề liên quan đến đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán bảo hiểm y tế được đề cập đến trong thời gian qua. Theo đó, chính phủ cho phép quyết toán thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 bằng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở khám chữa bệnh sau khi đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định. Đối với chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc sử dụng trong các kỹ thuật chưa được ban hành giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, việc quyết toán thanh toán thực hiện theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đồng thời, chính phủ đồng ý cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của luật đấu thầu. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự xuất hiện những biến thể phụ mới của Omicron và dịch sốt xuất huyết, địa phương này tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn như nguy cơ dịch chồng dịch, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và biến động nguồn nhân lực ngành y. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vaccine sởi và bạch hầu, ho gà, uốn ván, DBT đã ngừng cấp từ tháng 5, nên hiện nay thành phố Hồ Chí Minh không còn hai loại vaccine này. Các loại vaccine sởi, rubella đã hết hạn từ ngày 6 tháng 10. Vaccine viêm não Nhật Bản và bại liệt uống hết từ cuối tháng 10. Vaccine lao và DBT, VGB, HIP dự kiến hết từ giữa tháng 12 năm 2022. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nếu tình trạng gián đoạn cung ứng vaccine vẫn tiếp diễn, có thể xảy ra một số dịch bệnh nguy hiểm trên trẻ nhỏ như sởi, bạch hầu, ho gà. Trong đó, sởi là dịch bệnh có nguy cơ xảy ra cao nhất và sớm nhất. Vì theo ghi nhận của ngành y tế, dịch sởi ở nước ta thường xảy ra 4 năm một lần. Dịch sởi gần nhất là từ tháng 10 năm 2018 và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2019. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa đề nghị tiếp tục triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp với tẩy giun đợt 2 năm 2022 tại 22 tỉnh có nguy cơ cao. Trước đó, đợt 1 đã được tổ chức triển khai vào tháng 6. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức chiến dịch bổ sung uống vitamin A cho trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi và tẩy giun cho trẻ 24 đến 60 tháng tuổi tại 22 tỉnh có nguy cơ cao. Việc bổ sung uống vitamin A cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi tại 41 tỉnh thành phố còn lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động tổ chức triển khai chiến dịch một cách phù hợp để bảo đảm tất cả trẻ trong độ tuổi được uống thuốc. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết,
mỗi ngày có khoảng 100 bệnh nhân nặng tới khám và điều trị sốt xuất huyết, trong đó có khoảng 10% bệnh nhân nặng nhập viện. Khoa cấp cứu hiện có 30 giường bệnh, có tới 25 giường dành cho bệnh nhân sốt xuất huyết cần theo dõi tích cực. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 2 tuần trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng nhanh với trung bình hơn 1.200 ca một tuần. Tích lũy từ đầu năm, thành phố ghi nhận gần 9.800 ca mắc, 12 ca tử vong, tăng hơn 3 lần năm 2021. Theo dự báo, đỉnh dịch có thể rơi vào trung tuần tháng 11. Tại một số quận huyện, vẫn còn ổ dịch sốt xuất huyết được phát hiện muộn. Ổ dịch kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, nên số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng lên. Hiện nay đang là thời điểm giao mùa, nên các loại dịch bệnh như tay chân miệng, thủy đậu, sởi, cúm, quai bị, tiêu chảy có nguy cơ lây lan mạnh. Các địa phương miền núi phía Bắc đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân để phòng chống các loại dịch bệnh khi thời tiết chuyển mùa, ghi nhận tại tỉnh Lai Châu. Từ cuối tháng 9 đến nay, tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, số lượng trẻ em và người cao tuổi nhập viện tăng cao do thời tiết chuyển mùa. Tại khoa nhi, số lượng trẻ hiện nay đã tăng gấp đôi so với thời điểm tháng 8. Chủ yếu mắc các bệnh do thời tiết giao mùa như viêm đường hô hấp, tiêu chảy. Trung bình mỗi ngày tại phòng khám có hơn 50 trẻ đến khám bệnh, trong đó có gần 20 trẻ phải nhập viện mới do bệnh nặng. Thời gian qua tôi cũng không để ý đến cháu hay là trời tiết nó lại nổi mùa thì các cháu nó lại ốm thì tôi cũng đến bệnh viện bác sĩ chăm sóc cho cháu. Xác định thời điểm giao mùa, tình trạng trẻ em và người già mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy và tim mạch tăng cao. Do đó từ cuối tháng 8, trạm y tế xã Mường Cang đã đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân về các bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa. Hàng tuần trạm y tế đã cử cán bộ xuống từng bản phát tờ rơi, lồng ghép tuyên truyền các chiến dịch chăm sóc sức khỏe tới toàn thể nhân dân. Đồng thời khuyến cáo các gia đình có con nhỏ đưa trẻ tiêm chủng các loại vaccine phòng các loại bệnh đúng định kỳ, đầy đủ. Chú trọng giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, ăn uống hợp vệ sinh, mặc ấm khi thời tiết chuyển mùa nhằm giảm thiểu số lượng người bị bệnh do thời tiết gây ra. Vận động người dân là khi có các biểu hiện về cúm thì là sẽ đến cơ sở y tế khám. Và ở nhà là sẽ tuyên truyền cho người thân cũng như là anh em trong làng xóm là luôn giữ ấm cơ thể và không đi ra ngoài vào những cái thời điểm gió lùa mạnh hoặc là những cái thời điểm thay đổi giao mùa ấy ạ. Hiện nay, thời tiết có nhiều thay đổi rất thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát triển, lây lan trên diện rộng như bệnh cúm mùa, bệnh sởi, viêm phổi. Thực tế, số lượng bệnh nhân và người già mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch và xương khớp phải nhập viện thời gian qua trên địa bàn huyện Than Uyên tăng đột biến. Để hạn chế dịch bệnh khi thời tiết chuyển mùa, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên đã chủ động đầy đủ các loại vaccine, vật tư phục vụ công tác tiêm chủng, hướng dẫn người dân cách phòng tránh các bệnh mùa đông thường gặp phải, tổ chức tiêm chủng thường kỳ tại tất cả các xã, thị trấn. Chúng tôi chuẩn bị về cái chuyên môn là thường xuyên hướng dẫn, tập huấn về các cái bệnh theo mùa thường gặp cho đội ngũ y bác sĩ. Và đặc biệt là có cái công tác tư vấn, tuyên truyền cho bệnh nhân, cho gia đình cũng như là tại cộng đồng để tuyên truyền các biện pháp phòng chống cũng như là phát hiện kịp thời các cái bệnh để điều trị phù hợp. Thực hiện tốt các chính sách về y tế, đảm bảo chăm sóc tốt cho người bệnh cũng như tuyên truyền về các bệnh giao mùa và mùa đông, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu mong muốn giảm tới mức thấp nhất số lượng người nhập viện trong những tháng mùa đông này. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo các phương tiện truyền thông, lực lượng y tá Anh đang chuẩn bị tiến hành một cuộc đình công lớn vào mùa đông này. Tổ chức Royal College of Nursing với hơn 435.000 thành viên đã thống nhất bỏ phiếu tổ chức một cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử, dự kiến có hơn 300.000 người tham gia. Các công đoàn đang vận động để lực lượng y tá được tăng lương cao hơn mức lạm phát 5%. Được biết, trong những tháng qua, Vương quốc Anh đã phải đối mặt với một làn sóng đình công trên nhiều lĩnh vực do các đề xuất tăng lương không phù hợp với tỷ lệ tăng lạm phát. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Osaka Metropolitan của Nhật Bản vừa tạo ra một loại vaccine giúp kích hoạt các tế bào miễn dịch chống ung thư. Các chuyên gia đã tạo ra chất mang kháng nguyên sử dụng liposan dựa trên các phân tử lipid có kích thước nano để vận chuyển các kháng nguyên ung thư đến tế bào đuôi gai. Tế bào này có chức năng như trung tâm điều khiển hệ thống miễn dịch. Nếu công nghệ này được áp dụng vào thực tế, nó có thể mở rộng các đối tượng mắc bệnh ung thư được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Sáng ngày 7 tháng 11, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và Thái Nguyên ở mức nghiêm trọng khi nhiều điểm có chỉ số AQI ở mức cực kỳ nguy hại cho sức khỏe. Riêng chỉ số bụi mịn tại thủ đô cao gấp 10 lần quy chuẩn quốc tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra 7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người. WHO nhận định ô nhiễm không khí là kẻ giết người thầm lặng,
Ước tính có khoảng 30% các trường hợp tử vong do ung thư phổi có liên quan đến ô nhiễm không khí. Từ lâu, những máy tập thể dục công cộng đã trở nên vô cùng quen thuộc với người dân thủ đô, đặc biệt ở các khu vực công viên và hồ. Vào năm 2013, mô hình máy thể dục kết hợp lọc nước đã được lắp đặt tại một số khuôn viên các hồ trong nội thành. Tuy nhiên, sau gần 10 năm kể từ khi lắp đặt, dự án rất được kỳ vọng này đã rơi vào quên lãng. Đây là những chiếc máy tập thể dục kết hợp lọc nước được lắp đặt tại hồ Xã Đàn, quận Đống Đa vào năm 2014. Mô hình này bao gồm phần máy tập thể dục động tác phối hợp tay chân và phần bể lọc để tạo ra nước sạch. Ban đầu người dân rất hào hứng sử dụng, thậm chí còn phải xếp hàng để tập. Tuy nhiên giờ đây, chúng gần như đã bị lãng quên. Bắt buộc người phải có cái sức khỏe và cái động tác đều thì mới làm được. Nhưng hiện nay là do cái việc nó lâu ngày không có người đầu tư lại thì nó hỏng. Những chiếc máy xuống cấp, các bộ phận bị gãy, khô dầu, rỉ sét không thể hoạt động. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại hồ Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Tôi thấy mới lắp đặt thì nhiều người hào hức lắm, nhưng mà bây giờ để lâu quá nó hỏng. Nên phải tôi đề nghị thay máy mới. Nhiều người rất muốn đổi máy, nhưng mà cái máy này hỏng rồi nên không biết đề nghị ai ấy. Theo nhiều người dân, hệ thống máy tập hầu như chỉ được đơn vị lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa định kỳ vào thời gian đầu. Sau đó hoàn toàn bị bỏ quên, không được duy trì bảo dưỡng. Đó cũng là lý do khiến cho họ dù có muốn cũng không thể mặn mà với những chiếc máy này. Để cho cái máy này hoạt động càng hiệu quả hơn thì cái việc mà thường xuyên được quan tâm, duy tu, duy trì, bảo dưỡng thường xuyên cũng như là tuyên truyền cho người dân và nâng cao ý thức bảo vệ cái sức khỏe cũng như là bảo vệ các cái máy móc thì nó mới hoạt động hiệu quả. Từng là một dự án triển vọng nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân với mục đích kép, vừa cải thiện ô nhiễm tại khu vực hồ, vừa góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân. Những chiếc máy chạy giờ không khác những đống sắt vụn, thậm chí đây còn là nơi tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh khi mà bể lọc nước đã trở thành thùng đựng rác, nước tù đọng, cỏ dại um tùm. Ban cấp trên mà phá được thì tốt, bởi vì để lại nó chỉ sinh muỗi thôi và người ta đội vứt rác vào này rất là nhiều. Lý thực phẩm và dược phẩm Indonesia vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Indovac do hãng dược nhà nước PT Biopharma sản xuất để tiêm tăng cường ngừa COVID-19. Được biết, vaccine Indovac là loại vaccine được sử dụng để tiêm tăng cường mũi thứ 3 hoặc mũi thứ 4 cho người dân Indonesia. Hãng dược Biopharma thông báo rằng công ty đã sẵn sàng sản xuất 20 triệu liều vaccine Indovac mỗi năm trong giai đoạn đầu và có thể nâng công suất lên 40 triệu liều vào năm 2023. Trước đó, kết quả các cuộc thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine Indovac an toàn về mặt tác dụng phụ sau tiêm chủng với các tác dụng phụ nhẹ như đau tại chỗ tiêm. Indovac cũng được chứng minh là có hiệu quả tốt trong việc tăng nồng độ kháng thể. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 144 gỡ khó loạt vấn đề liên quan đến đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán bảo hiểm y tế được đề cập đến trong thời gian qua. Theo đó, chính phủ cho phép quyết toán thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 bằng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở khám chữa bệnh sau khi đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định. Đối với chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc sử dụng trong các kỹ thuật chưa được ban hành giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, việc quyết toán, thanh toán thực hiện theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đồng thời, chính phủ đồng ý cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của luật đấu thầu. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự xuất hiện những biến thể phụ mới của Omicron và dịch sốt xuất huyết, địa phương này tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn như nguy cơ dịch chồng dịch, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và biến động nguồn nhân lực ngành y. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vaccine sởi và bạch hầu, ho gà, uốn ván, DBT đã ngừng cấp từ tháng 5, nên hiện nay thành phố Hồ Chí Minh không còn hai loại vaccine này. Các loại vaccine sởi, rubella đã hết hạn từ ngày 6 tháng 10. Vaccine viêm não Nhật Bản và bại liệt uống hết từ cuối tháng 10. Vaccine lao và DBT, VGB, HIP dự kiến hết từ giữa tháng 12 năm 2022. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nếu tình trạng gián đoạn cung ứng vaccine vẫn tiếp diễn, có thể xảy ra một số dịch bệnh nguy hiểm trên trẻ nhỏ như sởi, bạch hầu, ho gà. Trong đó, sởi là dịch bệnh có nguy cơ xảy ra cao nhất và sớm nhất.
vì theo ghi nhận của ngành y tế, dịch sởi ở nước ta thường xảy ra 4 năm một lần. Dịch sởi gần nhất là từ tháng 10 năm 2018 và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2019. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa đề nghị tiếp tục triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp với tẩy giun đợt 2 năm 2022 tại 22 tỉnh có nguy cơ cao. Trước đó, đợt 1 đã được tổ chức triển khai vào tháng 6. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức chiến dịch bổ sung uống vitamin A cho trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi và tẩy giun cho trẻ 24 đến 60 tháng tuổi tại 22 tỉnh có nguy cơ cao. Việc bổ sung uống vitamin A cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi tại 41 tỉnh thành phố còn lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động tổ chức triển khai chiến dịch một cách phù hợp để bảo đảm tất cả trẻ trong độ tuổi được uống thuốc. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, mỗi ngày có khoảng 100 bệnh nhân nặng tới khám và điều trị sốt xuất huyết. Trong đó có khoảng 10% bệnh nhân nặng nhập viện. Khoa cấp cứu hiện có 30 giường bệnh, có tới 25 giường dành cho bệnh nhân sốt xuất huyết cần theo dõi tích cực. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 2 tuần trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng nhanh với trung bình hơn 1.200 ca một tuần. Tích lũy từ đầu năm, thành phố ghi nhận gần 9.800 ca mắc, 12 ca tử vong, tăng hơn 3 lần năm 2021. Theo dự báo, đỉnh dịch có thể rơi vào trung tuần tháng 11. Tại một số quận huyện, vẫn còn ổ dịch sốt xuất huyết được phát hiện muộn. Ổ dịch kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, nên số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng lên. Hiện nay đang là thời điểm ra mùa, nên các loại dịch bệnh như tay chân miệng, thủy đậu, sởi, cúm, quai bị, tiêu chảy có nguy cơ lây lan mạnh. Các địa phương miền núi phía Bắc đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân để phòng chống các loại dịch bệnh khi thời tiết chuyển mùa, ghi nhận tại tỉnh Lai Châu. Từ cuối tháng 9 đến nay, tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, số lượng trẻ em và người cao tuổi nhập viện tăng cao do thời tiết chuyển mùa. Tại khoa nhi, số lượng trẻ hiện nay đã tăng gấp đôi so với thời điểm tháng 8. Chủ yếu mắc các bệnh do thời tiết giao mùa như viêm đường hô hấp, tiêu chảy. Trung bình mỗi ngày tại phòng khám có hơn 50 trẻ đến khám bệnh, trong đó có gần 20 trẻ phải nhập viện mới do bệnh nặng. Thời gian qua tôi cũng không để ý đến cháu hay là trời tiết nó lại nổi mùa thì các cháu nó lại ốm thì tôi cũng lên bệnh viện bác sĩ chăm sóc cho cháu. Xác định thời điểm giao mùa, tình trạng trẻ em và người già mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy và tim mạch tăng cao. Do đó từ cuối tháng 8, Trạm Y tế xã Mường Cang đã đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân về các bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa. Hàng tuần, Trạm Y tế đã cử cán bộ xuống từng bản phát tờ rơi, lồng ghép tuyên truyền các chiến dịch chăm sóc sức khỏe tới toàn thể nhân dân. Đồng thời khuyến cáo các gia đình có con nhỏ đưa trẻ tiêm chủng các loại vaccine phòng các loại bệnh đúng định kỳ, đầy đủ. Chú trọng giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, ăn uống hợp vệ sinh, mặc ấm khi thời tiết chuyển mùa nhằm giảm thiểu số lượng người bị bệnh do thời tiết gây ra. Vận động người dân là khi có các biểu hiện về cúm thì là sẽ đến cơ sở y tế khám và ở nhà là sẽ tuyên truyền cho người thân cũng như là anh em trong làng xóm là luôn giữ ấm cơ thể và không đi ra ngoài vào những cái thời điểm gió lùa mạnh hoặc là những cái thời điểm thay đổi giao mùa ấy ạ. Hiện nay, thời tiết có nhiều thay đổi rất thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát triển, lây lan trên diện rộng như bệnh cúm mùa, bệnh sởi, viêm phổi. Thực tế, số lượng bệnh nhân và người già mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch và xương khớp phải nhập viện thời gian qua trên địa bàn huyện Than Uyên tăng đột biến. Để hạn chế dịch bệnh khi thời tiết chuyển mùa, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên đã chủ động đầy đủ các loại vaccine, vật tư phục vụ công tác tiêm chủng, hướng dẫn người dân cách phòng tránh các bệnh mùa đông thường gặp phải, tổ chức tiêm chủng thường kỳ tại tất cả các xã, thị trấn. Chúng tôi chuẩn bị về cái chuyên môn là thường xuyên hướng dẫn, tập huấn về các cái bệnh theo mùa thường gặp cho đội ngũ y bác sĩ. Và đặc biệt là có cái công tác tư vấn tuyên truyền cho bệnh nhân, cho gia đình cũng như là tại cộng đồng để tuyên truyền các biện pháp phòng chống cũng như là phát hiện kịp thời các cái bệnh để điều trị phù hợp. Thực hiện tốt các chính sách về y tế, đảm bảo chăm sóc tốt cho người bệnh cũng như tuyên truyền về các bệnh giao mùa và mùa đông, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu mong muốn giảm tới mức thấp nhất số lượng người nhập viện trong những tháng mùa đông này. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo các phương tiện truyền thông, lực lượng y tá Anh đang chuẩn bị tiến hành một cuộc đình công lớn vào mùa đông này. Tổ chức Royal College of Nursing với hơn 435.000 thành viên đã thống nhất bỏ phiếu tổ chức một cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử, dự kiến có hơn 300.000 người tham gia. Các công đoàn đang vận động để lực lượng y tá được tăng lương cao hơn mức lạm phát 5%. Được biết, trong những tháng qua, Vương quốc Anh đã phải đối mặt với một làn sóng đình công trên nhiều lĩnh vực do các đề xuất tăng lương không phù hợp với tỷ lệ tăng lạm phát.
nhóm nghiên cứu từ Đại học Osaka Metropolitan của Nhật Bản vừa tạo ra một loại vaccine giúp kích hoạt các tế bào miễn dịch chống ung thư. Các chuyên gia đã tạo ra chất mang kháng nguyên sử dụng liposam dựa trên các phân tử lipid có kích thước nano để vận chuyển các kháng nguyên ung thư đến tế bào đuôi gai. Tế bào này có chức năng như trung tâm điều khiển hệ thống miễn dịch. Nếu công nghệ này được áp dụng vào thực tế, nó có thể mở rộng các đối tượng mắc bệnh ung thư được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Sáng ngày 7 tháng 11, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và Thái Nguyên ở mức nghiêm trọng khi nhiều điểm có chỉ số AQI ở mức cực kỳ nguy hại cho sức khỏe. Riêng chỉ số bụi mịn tại thủ đô cao gấp 10 lần quy chuẩn quốc tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra 7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người. WHO nhận định ô nhiễm không khí là kẻ giết người thầm lặng. Ước tính có khoảng 30% các trường hợp tử vong do ung thư phổi có liên quan đến ô nhiễm không khí. Từ lâu, những máy tập thể dục công cộng đã trở nên vô cùng quen thuộc với người dân thủ đô, đặc biệt ở các khu vực công viên và hồ. Vào năm 2013, mô hình máy thể dục kết hợp lọc nước đã được lắp đặt tại một số khuôn viên các hồ trong nội thành. Tuy nhiên, sau gần 10 năm kể từ khi lắp đặt, dự án rất được kỳ vọng này đã rơi vào quên lãng. Đây là những chiếc máy tập thể dục kết hợp lọc nước được lắp đặt tại hồ Xã Đàn, quận Đống Đa vào năm 2014. Mô hình này bao gồm phần máy tập thể dục động tác phối hợp tay chân và phần bể lọc để tạo ra nước sạch. Ban đầu người dân rất hào hứng sử dụng, thậm chí còn phải xếp hàng để tập. Tuy nhiên giờ đây, chúng gần như đã bị lãng quên. Bắt buộc người phải có cái sức khỏe và cái động tác đều thì mới làm được. Nhưng hiện nay là do cái việc nó lâu ngày không có người đầu tư lại thì nó hỏng. Những chiếc máy xuống cấp, các bộ phận bị gãy, khô dầu, rỉ sét không thể hoạt động. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại hồ Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Tôi thấy mới lắp đặt thì nhiều người hào hức lắm, nhưng mà bây giờ để lâu quá nó hỏng. Nên phải tôi đề nghị thay máy mới. Nhiều người rất muốn đổi máy nhưng mà cái máy này hỏng rồi nên không biết đề nghị ai ấy. Theo nhiều người dân, hệ thống máy tập hầu như chỉ được đơn vị lắp đặt kiểm tra và sửa chữa định kỳ vào thời gian đầu, sau đó hoàn toàn bị bỏ quên, không được duy trì bảo dưỡng. Đó cũng là lý do khiến cho họ dù có muốn cũng không thể mặn mà với những chiếc máy này. Để cho cái máy này hoạt động càng hiệu quả hơn thì cái việc mà thường xuyên được quan tâm, duy tu, duy trì, bảo dưỡng thường xuyên, cũng như là tuyên truyền cho người dân và nâng cao ý thức bảo vệ cái sức khỏe cũng như là bảo vệ các cái máy móc thì nó mới hoạt động hiệu quả. Từng là một dự án triển vọng nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân với mục đích kép, vừa cải thiện ô nhiễm tại khu vực hồ, vừa góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân. Những chiếc máy chạy giờ không khác những đống sắt vụn, thậm chí đây còn là nơi tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh khi mà bể lọc nước đã trở thành thùng đựng rác, nước tù đọng, cỏ dại um tùm. Ban cấp trên mà phá được thì tốt, bởi vì để lại nó chỉ sinh muỗi thôi và người ta đội vứt rác vào này rất là nhiều.